Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh Toàn cảnh 24 giờ. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là phần tin chi tiết. Công an tỉnh Phú Thọ vừa cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Phú Thọ đã có lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, quy định tạm giữ đối với nông Đức Di, sinh năm 1974, chú phường Sông Cầu, thành phố Bắc Cạn, tỉnh Bắc Cạn, là Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Cạn để điều tra, làm rõ về hành vi giả mạo trong công tác. Trước đó, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Phú Thọ đã tập trung lực lượng, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, thu thập thông tin, tài liệu, làm rõ hành vi vi phạm pháp luật của nhiều công ty hoạt động tư vấn về môi trường tại nhiều tỉnh, thành phố trên địa bàn cả nước. Thông qua công tác điều tra xác minh, các hành vi vi phạm từ ngày 2 tháng 5 đến ngày 4 tháng 6, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố 6 vụ án, 11 bị can bao gồm Nguyễn Thị Quỳnh, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn TQB Phú Thọ, Bùi Trung Quân, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Môi trường Ctech, Hà Nội, Đinh Thị Diệu Linh, nhân viên công ty cổ phần EGC chi nhánh Phú Thọ, giám đốc công ty môi trường LT, Hà Nội, Đỗ Trung Đức, giám đốc và Nguyễn Văn Tản, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần Liên minh Môi trường và Xây dựng. Hà Nội, Trần Minh Tuấn, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn G và T Phú Thọ, Nguyễn Trần Mạnh, giám đốc công ty cổ phần dịch vụ và phát triển Trường Thành Hà Nội. Ngoài ra còn có các bị can Ngô Thị Mai, phó tri cục trưởng, tri cục bảo vệ môi trường, sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Thọ, Triệu Quý Hợi, phó trưởng phòng kế hoạch tổng hợp, Trung tâm quan trắc và bảo vệ môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Thọ, Nguyễn Mạnh Hà. Phó trưởng phòng môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Cạn về các hành vi làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức, giả mạo trong công tác, đưa hối lộ và nhận hối lộ. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ xác định, mặc dù các công ty hoạt động tư vấn về môi trường không có máy móc, thiết bị, không có nhân lực chuyên môn về tư vấn môi trường, nhưng vẫn thực hiện hoạt động tư vấn, lập hàng trăm báo cáo đánh giá tác động môi trường cho các dự án trên địa bàn cả nước, thu lời bất chính hàng chục tỷ đồng đây là vụ án đầu tiên trên toàn quốc khởi tố xử lý các đối tượng về hành vi làm giả báo cáo đánh giá tác động môi trường việc lập giả báo cáo đánh giá tác động môi trường diễn ra trong thời gian dài liên quan đến nhiều tỉnh thành phố có sự tiếp tay móc nối tạo điều kiện của cơ quan quản lý nhà nước theo đại tá nguyễn minh tuấn giám đốc công an tỉnh phú thọ hành vi của các đối tượng nếu không ngăn chặn kịp thời sẽ dẫn đến đánh giá không đúng tác động đối với môi trường khi dự án đi vào hoạt động gây ô nhiễm môi trường suy giảm sức khỏe thể trạng con người. Việc cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện, điều tra, khởi tố các vụ án nêu trên là hồi chuông cảnh tỉnh đối với hoạt động thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, góp phần bảo vệ môi trường, sức khỏe và đời sống của người dân. Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý các đối tượng liên quan theo đúng quy định của pháp luật.